có một gốc cây gì đây thôi. Không lên được luôn kìa. Bơi xuống được quá. Không thấy gãy gì luôn. Cuốn gốc cây này thì cắt rồi. Rồi rồi. Không thấy nó gãy luôn. Còn anh em ạ.
mệt quá. Ít chuyện lần đầu tiên câu cá bị kiểu này. Lần đầu tiên anh em ạ. Má là dìm. Dìm rong chứ không phải dính cây. Cần rách mép. Má tưởng dính cuốn cuốn gốc cây này. Mất luôn chứ. Con này chắc cỡ ký thôi. Cũng tối nhưng mà ký thử ra. Để bắt cái tuột rớt mẹ xuống ao nữa thì ăn cứt. Có 7 lạng tư à. To rồi mà được có 7 lạng tư ta. Tỉnh mất ăn này chứ. Ký nữa thì nhảy mất. Cho vào cái ký này. Thì phải đái. Má gìn xong ghê thật. Mẹ quay không lên nổi. Tối om rồi. Nhìn thấy gì nữa đâu. Thôi. Mặc quần áo đi về. Chào anh em nhé. Anh em thấy clip hấp dẫn thì đăng ký kênh mình và chia sẻ nha, dù mình cái nha, ủng hộ mình nha.